chuyện gì khó đã có má tôi lo. Má ơi, chuyện gì to má phá cho nhỏ nhỏ xí xiu à. Chuyện gì nhỏ thôi má bỏ qua. Chuyện người ta kêu má người ta qua. Má là phụ nữ chứ má chẳng phụ ai. Má mà số 2 thì chẳng ai số 1. Má tôi number 1. Má là trụ cột, má là nóc nhà, má là siêu nhân, má là má của tôi. Má lo, chuyện gì không có má lo. Má lo, má lo. Má lo, má lo, chuyện gì không có má lo. Biết bao đắng đo, bồn bề cuộc sống trăm mối lo. Nếu quá khó khăn thì về giúp má cho bất căng. Má của tôi là bà tiên yêu dấu quá. Má của tôi trong tay như có phép màu, chẳng quan tâm chuyện nhỏ hay to. Vì bên con có má đây rồi. Có má rồi. Má lo, má lo, chuyện gì khó có má lo. Má lo, má lo. Má lo, má lo, chuyện gì khó có má lo. Biết bao đắng đo, bồn bề cuộc sống trăm mối lo. Nếu quá khó khăn thì về giúp má cho bất căng. Má của tôi là bà tiên yêu dấu quá. Được à. Má của tôi trong tay như có phép màu, giữ thần ngon. Chẳng quan tâm chuyện nhỏ hay to. Vì bên con có má đây rồi. Dù con vấp ngã má đỡ con lên, dù con sai đường má vẫn bên con. Sao giờ này chưa dọn hàng nữa? Đó chuyện của tôi. Đây đây. Có chuyện gì má? Đi đâu ạ? Dạ con đi chợ. Má có gửi mua gì không? Không. Rồi giờ con đi nha. Khỏi. Bữa nay con khỏi đi chợ. Để má đi. Sao tự nhiên má dành đi chợ vậy? Mỗi hôm con nhờ má đi, má dãy nảy má không chịu. Hôm nay má xung phong đi chợ luôn. Cuộc đời này không có gì tự nhiên trơn. Vì má không thể nào chấp nhận một người quản lý chi tiêu trong gia đình chỉ trong một đêm. À mà không, trong vài tiếng đồng hồ chi một cái vèo 6 triệu vào cục thịt bò. Thôi mà má, đó chỉ là cái phút lỗi lầm của con thôi mà. Con hứa sẽ không tái phạm đâu. Má đừng có nhắc lại hoài. Tại vì tôi lo sẽ có lần lầm lỗi thứ hai, một cái vèo nữa không biết bao nhiêu tiền. Cho nên kể từ bây giờ má quyết định chi tiêu quản lý tiền bạc cơm nước rồi gì đó chợ búa gì một mình má lo. Cái gì? Má định quản lý chi tiêu cả cái nhà này luôn chứ sao? Trời, một nách hai đứa con má còn nuôi nổi mà. Cái chuyện này nhỏ xíu có gì đâu mà làm không được. Được không đó má? Sao không được? Má còn phải dọn hàng buôn bán, rồi bây giờ má phải nấu ăn chi tiêu nữa, quản lý nữa má. Con sợ má cực thôi. Sợ cực á? Ừ. Sợ cực hay là sợ tiền qua đưa tay má? Hả? Nè, để cho con tin, má sẽ làm thử một tháng thôi, để xem coi má làm được hay không. Được chừng đó sẽ tính. Má chắc chưa? Sao con thấy là cực lắm á nha. Trời, từ nhỏ tới lớn tôi chịu cực được mà. Sao? Thôi nếu mà má đã quyết định vậy thì thôi cứ vậy đi. Ừ, vậy con còn nhiều thời gian để con làm bánh nữa à. Cái gì má? Đưa vậy con không biết nữa. Tiền đi chợ. Cái nào ra cái đó. Này. Nè. Một ngày mày cho cả nhà ăn có 80 ngàn hả? Thì má thích cái gì thì má cứ mua thêm đi. Rồi tối về á con đưa tiền nguyên tháng cho má. Tám chục ngàn này chỉ mua được cái cục giò à. Trời. Dũng à. Dạ. Mới sáng sớm mà khách gì mà đông thấy sợ luôn vậy đó. Trời ơi. Trời ơi má, nhà mình gần chợ mà, mỗi ngày mỗi đi chứ có đồ tươi. Má đi như mấy ngày rồi sách chó nặng không? Có ngày à. Cái gì? Có một ngày á hả? Ừ.
Má mua chi nhiều dữ thằng ông vậy? Trong tủ lạnh còn mà. Ai biết trong tủ lạnh mày còn? Trời ơi, cái này mua ngày ăn phải rồi. Làm gì mà, cái gì? Làm như kiến cắn mày vậy. Xách vô giùm cô đi ông. Biết trước lắm à. Có một ngày mà mua bao nhiêu đây? Rồi mấy ngày sau lấy gì ăn? Nè, còn mấy trái ra ăn cho hết đi. Ủa, hồi trưa mới ăn này mà nội. Thì bây giờ còn mấy trái ăn cho hết để mua cái mới. À, dạ. Công nhận á, từ ngày má làm quản lý tài chính gia đình, trời ơi, nhà mình không khí khác hẳn luôn á má. Bội cũng có hứng đi làm thơ luôn. Chứ sao, nhịn ăn một ngày á cũng không làm cho giàu thêm. Đúng rồi nội. Con thấy từ ngày nội quản lý gia đình này mọi người được ăn sang luôn á. Được ăn bò nè, tôm nè, súp nè, bào ngư nữa nè. Trời ơi, con ăn mà tinh thần cũng sảng khoái luôn á nội. Trời ơi, nội con mà. Hay quá ha. Trời ơi, má có biết cherry này một ký bao nhiêu không? Mày không á, má mày đi mua mà không biết là sao? Hỏi gì cũng hỏi. Nó mắc gì lắm. Bình thường ở nhà con cho cả nhà ăn ổi, mận, sồi, cốc. Nó cũng đủ, đầy đủ chất vitamin. Mà quan trọng là nó rẻ nữa. Trời ơi, coi kìa, nó đứt ruột kìa. Bởi vậy hằng ngày á, anh cho tụi tôi an toàn những thứ đó thôi à. Bây giờ tôi quản lý gia đình rồi, tôi đổi khẩu vị, được không mấy con? Được. Đúng rồi, đồng ý, ủng hộ. Đó, hơn nữa đó, cháu nội đích tôn của má chuẩn bị thi, bây giờ phải bồi bổ cho nó đủ chất để đầu óc nó phát triển, thi mới đậu. Ăn như con hả? Bởi vậy nó không đâu phải là đầu óc nữa đâu, mà toàn là chứ gáo dừa với tàu hũ không à. Gì vậy nội? Thì cái đầu mày là gáo dừa, còn cái óc mày là tàu hũ. Gì gáo dừa tàu hũ nữa. Trời đất ơi, nội nói con gái ăn cherry hết cũng ngon luôn á. Rồi lỡ ăn mấy cái này rồi con thi không đậu còn sao? Thì tao tạo đậu. Trời đất ơi, có cái đầu con hù nội cạo hoài, riết tóc mỏng nổi với nội luôn. Bây giờ sao? Dạ. Muốn ăn cherry hay là cherry? Cherry. Đúng rồi đó. Trời ơi, anh không ăn gì thôi, thì để cô cháu gia đình tôi ăn. Đúng không sĩ? Dạ đúng rồi. Ừ, cứ ăn đi, để coi được bao lâu. Má. Ôi, cái gì mà ba ngày nay nhà mình ăn sáng trưa chiều tối có mấy món này ăn hoài à. Còn món nào khác không má? Không à. Ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn. Út ngán hả? Con ăn cho. Lành quá à. Út nói út ngán hồi nào? Thằng này. Trời ơi má ơi, nhà mình tới 5 người lận. Mà sao má chiên có một cái trứng vậy, rồi ai ăn ai nhịn má. Vợ con còn đi làm chưa về nữa. Lát cổ về chắc con nghi là cổ ăn nước tương quá. Thì trứng này là chia ra rồi đó, 5 phần nè, mỗi người phần. Ai gấp trước thì ăn trước, ai gấp sau thì nhịn. Còn người lớn thì phải nhường cho con nít nó ăn nhiều một chút. Dạ. Nội ơi, con thấy mấy món này cũng ngon á, nhưng mà có thể nào ngày mai mình đổi menu xíu được không nội? Con ăn trứng mấy bữa nay con bị vàng da. Ồ, ăn trứng vàng da hả con? Dạ. Được, mai nội đổi. Dạ. Nội đổi món gì nội? Khô. 5 con khô. Hôm ấy mình đừng đổi món trứng, mình đổi qua món rau đi nội. Con thấy cái rau rau muốn ăn hoài ngán. Không ăn nữa gì? Dạ. Ngày mai nội nấu canh cải. Dạ thôi, con không dám cãi nội nữa. Trời ơi má ơi, sao con thấy menu nhà mình 3-4 ngày nó y như nhau vậy má? Sao mà nó thiếu thịt quá à? Còn vậy sao có chất đạm? Ăn thịt là có mỡ ha? Mà mỡ nhiều là bị máu mỡ. Giảm bớt thịt đi nha. Má, nếu mình không ăn đạm được á, mình chuyển qua mình ăn hải sản đi má. Giống như mấy tuần trước mình ăn đó. Nào là tôm nè, cua nè, cá tươi nè, mực tươi nè. Trời ơi, ngon quá trời đó má. Ăn hoài hải sản là bị gút đó con ha. Bây giờ ăn hải sản rồi, bây giờ ăn lại như vậy nè, thanh lọc cơ thể đó. Rồi muốn ăn hải sản nữa thì tại sao mình ăn? Trời ơi, thanh lọc chữ má chứ con nghi cả nhà còn da với xương không. Ngộ à nghe. Trời đất ơi, tôi cơm dân nước rót cho mấy người, rồi tự nhiên bây giờ xỉa xói tôi làm sao? Ăn uống mà cũng chê cũng khen nữa là sao? Tôi nấu cực khổ quá mà. Dạ không có đâu nội, con thấy đồ ăn này ngon lắm luôn á.
Đồ ăn này chắc con phải ăn tới 3-4 chén luôn á nội. Tốt, ăn đi con để thanh lọc cơ thể nè. Dạ. Của con là phần của con là cái bự nhất á. Dạ, dạ, cảm ơn nội. Ngon mà đúng không Út? Ăn đi Út. Ờ, ngon mà, ngon mà. Ngon quá trời má. Ăn cười lên. Như con nè. Wow. Tuyệt vời. Hôm nay vợ anh nấu mấy cái món này nhìn hấp dẫn quá ta. Trời, từ trước tới giờ là tại vì anh thích làm thôi. Chứ em mà làm thì trên cả tuyệt vời. Nhìn ra dáng một người phụ nữ đảm đang lắm rồi nha. Chứ gì nữa. Cơm 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 cơm. Sĩ Như Má ơi, ra ăn cơm. Dạ. Con mời má ăn cơm. Ừ. Chà, nhìn món ăn coi bộ cũng hấp dẫn dữ ha. Wow, đây được đổi món rồi. À, ý con là con đói quá, nhìn món nào cũng thấy ngon hết á nội. Ơi, mấy người đừng có nghĩ là tôi là người không biết suy nghĩ mà giận hờn hay chưa. Mời má ăn cơm. Dạ, mời nội ăn cơm, mời bà má ăn cơm. Chị mà đợt trước đi gọi nhà hàng không chịu nấu. Anh ơi, cái chuyện gì qua rồi thì mình để nó qua luôn đi. Còn giật ngược là chi không biết nữa. Thằng này, nội chưa gắt mày gắt trước rồi. Nó đó mà, tôi kể đi. Nhìn nó thì rất là ngon đó, nhưng mà không biết ăn có ngon không nữa. Bao ngon luôn đó. Ăn thử coi ngon không đây. Dạ. Má, món này ngon nè, mà hơi mặn xíu á, phải học ba thêm á. Cậu thấy menu hôm nay cũng đa dạng nha. Tôm rim, rồi lòng xào, rồi gà xả ớt nè, cà quý đỏ rồi cũng nhất á. Nói chung là ăn cũng ngon thiệt. Nhưng mà muốn ngon hơn nữa là phải học thằng chồng con nghe. Dạ, chắc chắn rồi. Từ từ con cũng sẽ lên tay từ nay. Em, mai đưa 5 triệu để lấy nguyên liệu làm bánh nha. Cái gì? Ngày mai? Ừ. 5 triệu? Ừ. Ủa? Sao không phải là ngày khác mà lại là ngày mai? Ủa thì mình hẹn ngày nào người ta giao ngày đó. Anh hẹn ngày mai rồi. Ờ... 5 triệu hả? Ừ. Anh nói là mình đưa người ta 500 được không? Cái gì em vẫn chơi hoài. Mai đưa anh sớm á nha, để anh lấy nguyên liệu làm bánh. Không có nguyên liệu khỏi làm bánh luôn á. Em nói thiệt chứ vẫn chơi hồi nào. Trời ơi, bây giờ 1 triệu em còn không có đưa anh chứ đừng có 5 triệu. Đúng rồi, cái tiền quỹ của cả nhà đó là tiền hàng quanh trong đó luôn á. Em nói gì kỳ vậy? Ờ, thôi, anh lựa lời anh nói với người ta đi. Em đưa anh 500, rồi còn 500 em giữ lại đi chợ. Ờ, em đừng nói với anh mới đầu tháng mà em đã tiêu hết tiền rồi nha. Em còn có 1 triệu thôi. Em chỉ có thể đưa cho anh 500, còn 500 em giữ lại đi chợ đó. Trời ơi, tiền em tiêu cái gì vậy? Thì em xin lỗi. Hết tiền rồi. Chẳng lẽ lại là em... Em nghĩ đúng rồi đó. Trời ơi, cô lấy 10 tờ tiền nè con. Con không có tiền thối cô ơi. Giữ đi khỏi thối. Cô vừa đẹp mà còn tốt bụng. Cô giống như là cô tiên hiền diệu ở trong chuyện cô Tích vậy á. Phải không? Cô tin hiền diệu luôn á. Con cảm ơn cô nhiều. Không có gì đâu. Thôi con đi bán vé số nha cô. Ừ. Bye bye cô. Khoan. Nè, con cầm đi. Mua gì cho mẹ ăn nha. Dạ cảm ơn cô. Hai mẹ con tôi đội ơn cô nhiều lắm. Dạ, con chúc cô diệu trúng số độc đất nha. Cảm ơn hai mẹ con nha. Dạ. Đi cẩn thận. Dạ chào cô. Con quên nữa trời ơi. Về nấu cơm chứ để trễ giờ. Cô ơi, mua cho con một cây kẹo xinh gơm. Ừ, lấy cô hai cây đi.
Nhiêu cho con? Dạ 40 ngàn. 40 phải không? Dạ. Lấy 2 cây đi con. Cô ơi, cháu thường nó nói lộn á. 2 cây có 20 ngàn thôi cô. Không sao đâu, cặp đi con. Dạ con cảm ơn cô. Giỏi. Không được đó con. Mua bán thì phải rõ ràng. Cháu tôi nói lộn, cô thông cảm nha. Lấy đi ông ngoại, nếu không sao đủ tiền về quê. Quê hai ông cháu ở đâu vậy? Có cần con giúp gì không? Dạ, nhà con nhà ông ngoại nằm ở Cà Mau. Ông ngoại dẫn con lên khám bệnh nhưng hết tiền về quê. Đành phải đi bán mấy cái này để gom đủ tiền về xe á con. Tôi đang còn ít tiền nhưng không đủ đâu bỏ đâu cả. Nên mua mấy cái kẹo này bán để kiếm lời ít tiền, gom cho đủ tiền về quê. Ông không cho xin tiền, dặn là phải tự thân làm việc để kiếm tiền. Con còn nhỏ mà giỏi quá à. Thôi giờ vậy à, con còn 2 triệu, hai ông cháu cầm đi. Rồi mua chút gì ăn, mua vé xe về quê. Còn dư thì mua thuốc bổ cho hai ông cháu. Trời ơi, cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Gia đình tôi mang ơn cô. Dạ. Thôi không có gì đâu. Thôi bác đừng xúc động quá. Hai ông cháu đi cẩn thận nha. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Thôi dắt ông đi đi con. Đi ông ngoại. Dạ alo. Dạ tới liền chị ơi. Dạ có liền. Mình lỡ hào phóng lấy tiền của nhà đi cho người ta hết rồi, giờ lấy cái gì bù vô đây? Chị ơi, lần sau đừng có như vậy nữa được không? Nhưng người ta tội nghiệp thiệt, không giúp không được. Đúng rồi, mình sẽ qua mượn đỡ ông Năm vài triệu, rồi sau này mình kiếm tiền mình trả lại. Anh Hai, bộ bán bánh ế hay sao mà cái mặt anh Hai buồn như là cái bánh thiêu vậy? Sao? Anh Hai buồn chị Hai của em. Ây da, trời. Mình không có mơ. Anh Hai nói gì nói lại em nghe không nghe rõ. Anh nói là anh đang rất là bực bội chị Hai của em. Trời ơi, hôm nay anh Hai gan dữ vậy? Anh Hai dám bực bội chị Hai luôn hả? Chị Hai của em á lại ra tay nghĩa hiệp, lấy cái tiền chi phí sinh hoạt của gia đình mà đi giúp đỡ người khác. Đã vậy bây giờ lại còn gánh nợ nữa. Ủa, em nghĩ cái chuyện này anh Hai phải quen thuộc chứ. Thì anh quen chứ. Cho nên anh quyết định rồi, anh sẽ không để chị Hai của em làm thủ quỹ của gia đình này nữa. Anh Hai, hay là để em làm cho. Em làm được á. Tại dù sao á, em cũng là con gái, cũng là cô giáo mà, em tính toán được hết á. Em làm hả? Em làm được không đó? Trời ơi, anh Hai quên hả? Em giỏi lắm á, em quán xuyến được hết á, cô giáo mà. Nếu em thích thì em làm đi. Nhưng mà nhớ nè. Dạ. Tuyệt đối á, đừng có để thâm hụt nữa nha. Nhất chiếu anh Hai. Anh Hai, bỏ trả đó lại cho anh Hai á. Sao vậy? Chưa được một tuần mà em đã ngán rồi thật. Ai nói anh Hai bỏ ngán đâu. Tại vì bỏ sợ á, chưa hết tháng là bỏ xài hết tiền quy định trong đó luôn á. Nè nè,
Đừng nói với anh là em giống má với chị hai nghe chưa? Không nha, bội khác má với chị hai. Bội biết dừng đúng lúc trả lại đúng nơi. Trước khi bị anh hai trách phạt thì bội phải thú thật với anh hai trước chứ. Nè nè, đừng nói với anh hai là em lấy tiền đi shopping em mua sắm lung tung nha. Làm gì có, bội không có cái tính xài phung phí đó đâu. Bội chỉ đăng ký tham gia mấy câu lạc bộ nghệ thuật, rồi đi coi ca nhạc, đi coi phim, rồi mua mấy cái tập thơ, tập văn của bội. Anh hai, bữa giờ sương sương cũng 3 triệu á. Cái gì? Bữa giờ em xài 3 triệu rồi. Gì vậy? Trời ơi, tính ra là em còn phung phí hơn má với chị hai luôn. Ít ra má còn cho cả nhà ăn ngon mặc đẹp, đồ ăn đắt tiền. Còn chị hai thì đi giúp đỡ những người khó khăn, cho họ miếng ăn cái mặt. Còn em xài cái gì không vậy? Không, xí xí nha. Cái này em không đồng ý với anh hai đâu. Thì em đồng ý là có cái ăn mặc là tốt cho ngoại hình tinh thần, nhưng mà tâm hồn của mình cũng phải cần ăn uống đầy đủ chứ anh hai. Anh thua em luôn á. Rồi bây giờ nè, lấy tiền ở đâu mà bù vô tiền chợ tháng này nè? Trời ơi, hết hồn á, sợ quá à. Ai cũng sợ hết trơn, ba có muốn con làm không? Con thì không được, con muốn giữ thì phải vài năm nữa. Thôi, vài năm nữa con cũng không muốn làm. Con không hiểu là mọi người chi tiêu cái kiểu gì á, mà tiền chợ một tháng bằng con chi tiêu 3-4 tháng. Em thấy cái này á, anh hai làm là hợp lý rồi đó. Ừ, vậy đi. Em cũng thấy vậy. Thật sự là con cũng không muốn giữ cuốn sổ này đâu. Con thấy mọi người trong nhà mình á, ai làm ra đồng tiền cũng cực khổ. Nếu mà mình không tính toán kỹ lưỡng thì sẽ không có dư. Con định một thời gian nữa cho má nghỉ bán, để má có thể đi đó đi đây, an hưởng tuổi già. Má cực khổ cũng cả đời rồi. Còn nhà mình muốn đi du lịch á thì đi. Con đâu có ham mà giữ cuốn sổ này, trọng trách này để làm cái gì. Má sanh con ra mà, sao má lại không hiểu tấm lòng của con chứ? Con cầm chìa khóa trong nhà là tốt nhất, đúng không mấy đứa? Dạ. Bộ nhìn đi, cái cây này, tên tiếng Anh của nó là Mai Lớp, còn tiếng Việt của nó là Sen Đá. Ồ, dạ. Bộ có biết không, cái cây này á, chính chị dâu anh là người cho anh hạt giống. Chị ấy nói á, hạt giống nó cũng như là ước nguyện của mình. Khi cái cây này lớn lên cũng chính là ước nguyện của mình đang lớn lên. Khi cái cây này đơm hoa kết trái thì ước nguyện của mình cũng sẽ thành hiện thực. Lao nhà chi không biết nữa. Chị hai lau nhà.